chuyên mục Dòng Cảm Xúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Dòng Cảm Xúc kỳ này, mời quý vị và các bạn đến với bài viết Duyên đến với hội của tác giả Cấn Thị Thành, cán bộ kế toán tại Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm. Đây là bài gửi tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 50 năm ngày truyền thống Hội Người Mù Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe đôi dòng cảm nghĩ của tác giả. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại đổ. Đó là âm thanh kết nối một cô sinh viên năm thứ ba đang trong thời gian làm báo cáo tốt nghiệp với một công việc mới tại Hội Người Mù. Ban đầu, với mong muốn đơn giản của mình là đi làm để có kinh nghiệm và sau khi tốt nghiệp, mình cũng tự tin hơn. Không biết việc chọn người hay người chọn công việc mà tôi lại có duyên với hội như vậy. Tôi đến phỏng vấn và bắt đầu đi làm. Nhớ lại cảm giác đầu tiên tôi tiếp xúc với người khiếm thị là mọi người rất vui vẻ, nói chuyện cởi mở và mọi người luôn giúp đỡ nhau. Tôi không hiểu sao mọi người không nhìn được mà lại đọc được các dấu chấm trên giấy vậy. Sao họ lại dùng máy tính, điện thoại tốt như người bình thường vậy? Tất cả các câu hỏi đó tôi đã dần tự mình trả lời được bằng chính thời gian làm việc tại môi trường nơi đây. Những ký hiệu dấu chấm đó gọi là chữ nổi. Nó là phương tiện giúp cho người khiếm thị có thể ghi chép giống như chữ đen của người bình thường vậy. Và muốn dùng được máy tính hay điện thoại, người khiếm thị cũng phải có phần mềm hỗ trợ do để sử dụng. Thời gian đầu đi làm, mọi người xung quanh tôi luôn hỏi, môi trường làm việc thế nào em? Người mù thì làm được những gì? Đến đó có việc gì mà làm? Tôi mỉm cười và trả lời rằng, môi trường làm việc rất thoải mái, mọi người luôn thân thiện, hòa đồng và luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Hội là nơi tập hợp những người khiếm thị, dạy chữ, dạy nghề, dạy vi tính và giúp đỡ về tinh thần để người mù vượt qua rào cản, tự ti của bản thân, vươn lên khẳng định mình và hòa đồng với xã hội. Có rất nhiều tấm gương người khiếm thị tiêu biểu, họ làm còn tốt hơn những người bình thường như sử dụng cài đặt máy tính, làm phiên dịch và đặc biệt cán bộ hội như là bác sĩ tâm lý để cho hội viên có thể chia sẻ tâm tư, khó khăn trong cuộc sống mà họ không thể chia sẻ với chính người thân của mình. Thời gian đã hơn 11 năm gắn bó làm việc với hội, tôi đã chứng kiến những thành quả của hội đã đạt được và được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen. Là một cán bộ hội với sự đóng góp nhỏ bé của mình, tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và chủ động, tổ chức hội sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.